câu với con. Giờ này mới về, mẹ nói con hay. Đã bước chân vào nhà này thì phải theo nguyên tắc ở đây. Cơm nhà là thứ quan trọng nhất, còn những thứ khác có hay không có không quan trọng. Vào việc. Dạ vâng thưa mẹ. Kiếp nạn 1, nấu nhanh đứt phanh. Thanh xuân như một ly trà, cô đừng để nấu bữa tối mà hết cả thanh xuân. Nhanh cái tay lên. Dạ mẹ, con sẽ nấu nhanh gọi cho trời mẹ thanh xuân. Kiếp nạn 2, đủ món chọn mâm. Tiếp theo, cơm nhà là phải đủ món. Cơm canh mà không chọn thì đừng hỏi sao bữa tối nay không chọn. Chồng con thích nhất món cá rán, thằng Tí ăn thêm canh cho dễ tiêu. Còn thịt đông là món khoái khẩu của bố. Phụ nữ mình ăn gì cũng được con ạ. Vâng ạ, chín người mười ý, mẹ dạy chí phải ạ. Kiếp nạn 3, chuẩn bị đúng ý. Ôi giời ơi, canh gì mà đặc thích thế này, sao thiếu muối thế hả con? Này, đừng thấy ai đấy làm việc gì đó đơn giản mà nghĩ rằng việc đó đơn giản thật. Liệu mà nêm nếm cho chuẩn đi. Dạ, cơm nhà đã lên mâm, con mời mẹ thọc ạ. Cá rán âm dương, thịt đông đón hè, khoai sọ ngộ không. Mỗi bữa tối mà làm cũng không xong. Trời ơi là trời. Dâu ơi là dâu. Ôi, phim drama thế mẹ nhở. Thôi buổi này rồi ai còn thế nữa. Thôi chết. Mày xem phim quên mất. Cơm nước đâu rồi? Mẹ không phải lo, đã có. 3 phút. Góp món cơm nhà đây ạ. Dạ, con gửi nhà mình món cá kho làng Vũ Đại, xưa nay ngon bất bại ạ. Ôi, đúng là món đặc sản mà tôi đang thèm đây. Tiếp theo là món ốc om chuối đậu hợp cả cô lẫn cậu ạ. Đây là món tủ của hai mẹ con mình mẹ nhỉ. Đúng là GrabFood, chuẩn bị đủ món, lại nhanh, cơm canh phải thế, bữa ăn mới tròn. Đúng là hết nước chấm. GrabFood góp món cơm nhà. Nàng dâu khen tiện, mẹ chồng khen ngon. Ngoài ra, GrabFood cũng có menu 7 ngày từ các tiệm cơm ngon chứ danh Hà Thành cùng với rất nhiều ưu đãi cực kỳ hết nước chấm dành cho gia đình nhà mình nữa đây ạ.